10 loại thực phẩm không đội trời chung với ung thư, nhắc nhau nhớ ăn thường xuyên. Ung thư là một trong những căn bệnh khiến nhiều người ám ảnh nhất hiện nay. Vậy làm thế nào để phòng tránh ung thư hiệu quả nhất? Muốn phòng ngừa ung thư, hãy thường xuyên ăn những thực phẩm này. 1. Củ nghệ, ức chế các tế bào ung thư vú, tử cung, ruột kết. Từ hàng ngàn năm về trước, nghệ vàng đã được sử dụng ở Ấn Độ như một loại gia vị thảo dược không thể thiếu. Viện Y tế Quốc gia Anh đã có đến 24 nghiên cứu về ảnh hưởng của nghệ. Thành phần quan trọng nhất của nó chính là chất curcumin. Các nghiên cứu cho thấy nghệ chứa hợp chất bao gồm cả curcumin, có tác dụng chống viêm mạnh mẽ và chống oxy hóa mạnh, là một tác nhân giúp cơ thể phòng chống hàng loạt các bệnh nhờ tính kháng viêm của nó. Nghiên cứu cũng ghi nhận nghệ có thể giảm cholesterol, cải thiện chức năng gan, bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh Alzheimer, giảm viêm ruột và chống lại bệnh trầm cảm. Một nghiên cứu gần đây ở Munich cho thấy nó còn có khả năng ức chế sự hình thành di căn. Curcumin được hiển thị trong các nghiên cứu để hoạt động như một chất ăn mòn gốc tự do mạnh. Nó cũng ngăn chặn việc sản xuất TNF, yếu tố hoại tử khối u, làm tăng tín hiệu viêm. Curcumin được chứng minh trong các nghiên cứu lâm sàng về khả năng ức chế sự gia tăng các tế bào ung thư và di căn có liên quan đến một loạt các bệnh ung thư vú, tử cung, buồng trứng, thận, bàng quang, bạch cầu, ung thư bạch cầu, ung thư ruột kết, gan, tụy, phổi và u lympho. Thêm curcumin vào chế độ ăn uống của bạn bằng cách kết hợp nghệ như một gia vị vào các món súp và trà thảo dược. Hai, nấm thuốc kháng ung thư cho cơ thể. Nấm đã được sử dụng ít nhất là 5.000 năm cho mục đích dinh dưỡng và dược liệu. Polysaccharide K, chất phức hợp được tách ra từ nấm vân chi, được sử dụng như một tác nhân tăng cường hệ thống miễn dịch trong điều trị ung thư ở một số nước châu Âu cũng như Trung Quốc và Nhật Bản. Tác dụng chống virus và chống ung thư đã được chứng minh ở hơn 50 loài động vật và trong nghiên cứu ống nghiệm. 6 thành phần của các loại nấm đã được nghiên cứu cho thấy hoạt động của chúng trong các bệnh ung thư ở người. Nấm vân chi là một loại nấm có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Tại Nhật Bản, polysaccharide K được chấp nhận như là một chất bổ trợ cho điều trị ung thư và nằm dưới sự bảo hộ của chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ. Nấm hương có chứa chất có thể tăng cường khả năng kháng ung thư cho cơ thể. Nó có hiệu quả rõ rệt đối với các bệnh ung thư ác tính như ung thư bạch cầu, thực quản, dạ dày, đại tràng, phổi, gan. Nấm hương không chỉ chứa nhiều chất mà còn có cả thành phần của chất cảm ứng interferon có thể xâm nhập vào tế bào ung thư, ức chế sự phát triển của khối u. Do đó, các bệnh nhân ung thư sau khi phẫu thuật thường xuyên dùng nấm hương, nấm vân có thể ức chế sự di căn của tế bào ung thư. 3. Khoai lang tiêu diệt tế bào ung thư. Khoai lang có khả năng ức chế tế bào ung thư rất rõ rệt. Tỷ lệ ức chế tế bào ung thư của khoai lang đã nấu chín chiếm đến 98,7%, còn khoai lang sống chiếm 94,4%. Ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, đồng thời sẽ dần dần khử các tế bào ung thư đang tồn tại trong cơ thể. Nhưng nếu muốn khử được các tế bào ung thư, cũng như hạn chế các tế bào ung thư phát triển, thì cần sử dụng làm nước ép hoặc sử dụng khoai tây trong chế độ ăn hàng ngày và nên sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài để đạt được hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt, khoai lang tím có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư. Được biết, các nhà khoa học đã tiến hành kết hợp các chất xấu lấy từ củ khoai lang tím nướng chín lên các tế bào ung thư và thấy rằng các tế bào ung thư bị ức chế phát triển. Khi tiến hành cho chuột bị ung thư ăn khoai lang chín, họ cũng thu được những kết quả rất khả quan. Các nhà khoa học khẳng định khoai lang tím rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư cấp độ 1 và 2, trong khi lại không gây ra tác dụng phụ nào. Vì vậy, nhóm nghiên cứu khuyến cáo rằng mọi người nên ăn một củ khoai lang tím cỡ vừa vào các bữa ăn trưa hoặc tối, hoặc thậm chí ăn một củ khoai lang tím cỡ to trên ngày để tăng cường sức khỏe, chống lại bệnh ung thư. 4. Bí ngô ức chế chất gây ra ung thư. Ở một số nước, bí ngô được mệnh danh là bí thần bởi vì nó vừa là lương thực vừa là món ăn. Người Trung Quốc có thói quen sử dụng bí ngô trong ngày lễ cảm tạ để thể hiện lòng cảm ơn của người dân đối với bí ngô. Bí ngô giúp phòng ngừa béo phì, tiểu đường,
và mỡ máu, cholesterol cao có hiệu quả rất tốt trong phòng ngừa ung thư. Hàm lượng vitamin A trong bí ngô rất cao, cao đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được. Ngoài ra, bí ngô rất giàu vitamin C, canxi và chất xơ, còn có thành phần tryptophan, ức chế chất gây ra ung thư. 5. Củ cải, tiêu trừ tác dụng gây ung thư của nitrosamine. Củ cải có nhiều loại, nhưng loại nào cũng đều có khả năng chống ung thư. Vì vậy có câu ngạn ngữ rằng mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, cả cuộc đời không cần vào hiệu thuốc. Và củ cải tháng 10 chính là nhân sâm nước. Vì vậy, mùa đông nên ăn nhiều củ cải. Người Hà Lan gọi củ cải là món ăn dân tộc. Nhật Bản, Mỹ cho rằng củ cải là thần bảo vệ sức khỏe trong loại rau củ. Củ cải có chức năng chống ung thư, nở phổi, hóa đờm, lợi tiểu. Trong củ cải có nhiều chất xúc tác có thể tiêu trừ tác dụng gây ung thư của chất nitrosamine, kích thích hệ miễn dịch cơ thể, nâng cao hoạt tính của đại thực bào, tăng cường khả năng tiêu diệt tế bào ung thư thực bào. Vị cay của củ cải đến từ dầu mù tạt, nó có thể kích thích đường ruột nhu động, thúc đẩy chất gây ung thư ra ngoài. Trong củ cải còn có nhiều thành phần không rõ, ức chế các hoạt tính gây đột biến. Hàm lượng vitamin C trong củ cải cao hơn táo, lê từ 8 cho đến 10 lần. Ngoài ra, củ cải cũng giàu caroten, có tác dụng phòng ngừa ung thư rất tốt. 6. Dầu ô liu đen có thể giết chết 80% tế bào ung thư. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng dầu ô liu đen có thể giết chết hơn 80% các tế bào ung thư. Hệ miễn dịch của bạn sẽ được tăng cường khi bạn thường xuyên ăn dầu ô liu đen. Khi hệ miễn dịch mạnh mẽ, tế bào ung thư sẽ khó có cơ hội để xâm lấn. 7. Cà tím, thuốc tốt chống ung thư. Ngày xưa đã ghi chép gốc cà tím mùa thu chữa trị u bướu. Ngày càng có nhiều tài liệu chứng tỏ cà tím có tác dụng chống ung thư. Đã từng có thực nghiệm chiết xuất ra một loại chất không độc hại trong cà tím dùng để chữa trị ung thư dạ dày rất tốt. Ngoài ra, trong cà tím có chứa nhiều hoạt chất và nhiều loại kiềm sinh vật được chứng minh là có khả năng chống ung thư. Hoa cà tím, gốc cà tím, nước cà tím đều là thuốc tốt. Cà tím còn giàu các thành phần dinh dưỡng, ngoài vitamin A và C hơi thấp. Các loại vitamin và khoáng chất đều tương tự như cà chua, nhưng hàm lượng protein và canxi trong cà tím lại cao gấp 3 lần cà chua. 8. Cám lúa mì, phòng ngừa và chữa trị ung thư trực tràng. Hiện tại, cám lúa mì ngày càng được người dân chú trọng để có sức khỏe. Rất nhiều tổ chức phương Tây kêu gọi mọi người ăn thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Đem ngũ cốc nguyên hạt nghiền nát thành bột rồi vách cám lúa mì ra, dùng loại bột này chế biến thành món ăn. Lúa mì là nhà kho của các thành phần dinh dưỡng chính như vitamin B, selen, magie và cả chất xơ. Cám lúa mì có thể phòng ngừa và chữa trị ung thư kết tràng, trực tràng, tiểu đường và cholesterol cao, mỡ máu cao, táo bón, trĩ. Vì vậy, không ít chuyên gia cho rằng cám lúa mì là thực phẩm chất xơ tốt nhất trong phòng chống ung thư. 9. Liệu suy yếu ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu trên thế giới cho thấy các chất như phenylpropanol, hydrobenzoic acid, flavanol và các axit béo có trong nước ép liệu sẽ làm suy yếu các tế bào ung thư tuyến tiền liệt và làm giảm đi sự di căn của các tế bào ung thư. 10. Bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn, súp lơ có đặc tính chống ung thư mạnh. Sau họ nhà cải như cải bắp, bông cải xanh và cải Brussels là những siêu thực phẩm với đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Khi thái, nhai rau, chúng ta sẽ phá vỡ cấu trúc tế bào thực vật, khởi động một phản ứng hóa học sản sinh ra các chất chống ung thư mạnh mẽ. Các chất này đã được chứng minh là giải độc và đào thải tác nhân ung thư, diệt tế bào ung thư và ngăn ngừa khối u phát triển.